Chú Hồ bắt đầu tiến hành điểm cả các bác nhá. Điểm dân này. 1 Ở đấy thì cả con trên kia thì mọi người vẫn cứ đổ xuống. Mọi người vẫn cứ đáng đổ xuống ở trên xuống đấy. Ở đây thì vẫn cứ đáng thả. Sai cả rất là ok luôn. Màu đẹp. Chúng ít khi mà cả cái cù mà có cái màu đen đẹp như nhiều cả ở đấy. 16 rồi các bác nhé. Khỏe, để lại con khỏe, cháu đang con giống như đấy. 16 rồi. Cả cái chiếc vẫn đang đổ xuống. 17 rồi nhá. 18 Chú Hồ đang thả cá tất sự chứng kiến của tất cả mọi người đứng ở đấy. Còn với các máy quay phát thì không có sai sót gì ở đấy cả. Còn 30 đẹp này. 31 32 33 Không được đi. Không đi. 7 đẹp lắm. 8 chỉ có cái chai thôi. 9 đúng là thôi hơn đấy, cần đi câu chai đấy không? 10 thôi 40 con chụp gửi cho ông Giáng. Tổng hiện tại đang là 40 con. Đẹp lắm. Chúng mình xuống thả con này. Bán hết đấy, ông nào rồi chứ. Để tín là đếm luôn đấy. Hai đếm luôn. Đếm luôn. Để có đồ là muốn cho khỏe chứ ạ. 2 Lá chết mẹ thôi mà phí. 3 Chết anh em mới được người chấm điểm đi. 45 này. 50 con các bác nhá. Không chưa cao cân cấu với chai thôi. 58 Không hết rồi biết.
mới tròn các bác nhá. Quá đẹp. 5 6 7 6 8 lọc này. 9 7 10 7 1 7 2 quá đẹp luôn này. 7 chưa? Chính xác chốt là 73 con đen các bác nhá. Còn hết chưa? Đúng chưa? Đưa bằng cái phô. Wow, con cá kim béo như kiểu con lợn đấy anh. Thả con đi đá đầu tiên lên này. Thêm con cổ khuyên là con béo đi này. 1 2 4 Hơi lâu đấy. Trên đầu tiên 13 chép 14 trên chép thứ hai này. Mấy hái đây? 13 Mố 14, 15, có được không 15? Có đến 16 17 dài thôi. Hai cái này cấu lên tường chép cù đến. Hai lông. Tạm sau 2 tên. Đây, 9
đều. Ừ, dài ngon quá ơi. 1 lại đây, lại đây, lại đây. Con mốt này thơm đấy, nó mà bắt đấy. Còn đi đây để đòi bắt đâu. Con mốt này. Mốt này. Trời ơi, có chứ. Hai. Bốn, ba. Điện thôi. Đẹp này. Rồi nè. Tối phải đi rinh rau chứ. 48. Đây cách sử dụng tiền của rất là nhiều người thì tổng cả thả xuống là 73 đen 49 chép. Đều là sải to các bác nha. Đập củ chuối.